Xin chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, thời tiết ở các tỉnh thành miền Bắc sẽ có sự chuyển biến do chịu ảnh hưởng của trục rãnh thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phía Bắc nên từ khoảng chiều tối và đêm mai, mùng 10 tháng 9, mưa dông sẽ gia tăng cả về diện và lượng trên toàn Bắc Bộ. Mặc dù lượng mưa phân bố không đồng đều trên toàn khu vực, tuy nhiên vẫn không loại trừ khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Bà con nên đề phòng cảnh giác với những hiện tượng thời tiết cực đoan tiềm ẩn trong cơn dông như tố lốc và gió giật mạnh. Do mưa liên tiếp xảy ra nên nguy cơ sạt lở đất và lũ quét vẫn ở mức cao tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Về nền nhiệt độ, do có mưa nên mức nhiệt giảm, cao nhất trưa chiều ở các tỉnh Bắc Bộ trong ngày mùng 10 tháng 9, tức là ngày chủ nhật cuối tuần, phổ biến ở mức từ 30 cho đến 34 độ. Sau đó sang ngày tiếp theo, mức nhiệt còn tiếp tục giảm thêm từ 1 cho đến 3 độ, chỉ ở ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Trong ngày mai mùng 10 tháng 9, cảm giác oi nóng vẫn tiếp tục xảy ra, cao điểm nhất vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều ở các tỉnh ven biển miền Trung, với mức nhiệt cao nhất ngày từ 33 cho đến 36 độ, có nơi cao hơn. Sang tới ngày 11 tháng 9, do chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa từ phía Bắc, nên suốt dọc ven biển từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, khả năng sẽ có mưa dông rải rác, nên nhiệt giảm bớt, nắng nóng chỉ có xuất hiện cục bộ ở một vài địa phương. Từ ngày 12 tháng 9 trở đi, mưa rào và dông sẽ có xu hướng tăng lên cả về diện và lượng trên toàn Trung Bộ do chịu tác động của những nhiễu động sóng từ biển đi vào. Trời chuyển mây, chuyển mưa cùng với đó là trạng thái mát mẻ và dễ chịu bao trùm trên toàn khu vực. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều sẽ không vượt quá ngưỡng 31 cho đến 33 độ. Dạng thời tiết ngày nắng gián đoạn, mưa dông về cuối ngày vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh phía Nam trong 2 ngày tới. Mưa chủ yếu xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh Nam Bộ, còn tại vùng cao Tây Nguyên, mưa ít hơn. Do đó, vào khoảng giữa trưa chiều, nhiệt độ vẫn có thể chạm ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ ở Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ ở Nam Bộ. Từ ngày thứ ba tuần tới, tức là ngày 12 tháng 9, xu hướng tăng mưa cũng diễn ra ở cả Tây Nguyên và tại Nam Bộ cả về diện và lượng do gió Tây Nam hoạt động mạnh lên. Những cơn mưa dông sẽ xuất hiện ngay từ trưa chiều và trong cơn dông, bà con cần cảnh giác với dông sét và gió giật mạnh. Cuối cùng là những thông tin về thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong 2 ngày tới ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa phổ biến có mưa ở vài nơi, gió hoạt động với cường độ trung bình ở mức cấp 4. Từ ngày 12, khả năng gió sẽ hoạt động mạnh lên. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa trong 3 ngày tới, liên tục có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy là Bắc Bộ sẽ có mưa dông xuất hiện nhiều nơi trong 3 ngày tới, có thời điểm có mưa vừa mưa to đến rất to, đề phòng thời tiết cực đoan tiềm ẩn trong cơn dông như tố lốc và gió giật mạnh. Còn từ ngày 12 tháng 9, cả Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều tăng mưa dông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.